Kiến trúc Akisha, uy tín từ chất lượng, ấn tượng từ thiết kế. Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Kiến trúc Akisha. Hiện tại đội ngũ thi công Akisha đang có mặt tại thành phố Hòa Bình để chuẩn bị cho lễ khởi công động thổ biệt thự phố 3 tầng hiện đại. Theo quan niệm của ông bà ta, lễ động thổ là một nghi thức thờ cúng thần linh thổ địa cũng như tổ tiên của gia chủ để thông báo về việc chính thức tiến hành các hoạt động xây dựng trên mảnh đất đó, cũng như mong muốn mọi việc may mắn suôn sẻ khi thi công. Trong buổi lễ hôm nay, Akisha cũng đã chuẩn bị đầy đủ những lễ vật để thờ cúng thần linh thổ địa. Ngoài ra, đây cũng là một ngày lành nên chúng tôi sẽ tiến hành thi công luôn. Biệt thự 3 tầng với mặt tiền 12m, chiều sâu 18m được thiết kế theo phong cách hiện đại, hình khối vuông vắn, khỏe khoắn. Các không gian được thiết kế thông thoáng, tuy đường nét đơn giản nhưng sự phối màu cũng như lựa chọn vật liệu vô cùng sang trọng, tinh tế. Trong quá trình thi công, Akisha sẽ bám sát thiết kế để đảm bảo cho công trình hoàn thiện giống 100% so với phối cảnh 3D đã chốt với chủ nhà. Và vừa rồi, đội ngũ Akisha cùng chủ đầu tư đã hoàn thành buổi lễ khởi công động thổ công trình. Đội thi công thì đang chuẩn bị những bước đầu tiên để tiến hành thi công. Xin giới thiệu với các bạn, đây là anh Sơn Đăng, giám sát thi công công trình. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Kiến trúc Akisha. Đối với công trình 3 tầng mà Akisha đang chuẩn bị triển khai này thì không biết là phòng thi công đã lên kế hoạch như thế nào? Hiện tại chúng ta đang đứng ở công trình biệt thự với diện tích thi công là khoảng hơn 140m² trên một mặt sàn. Thì công trình đã được đội ngũ Akisha kiểm tra và đo đạc thiết kế. Với nền đất này thì Akisha đã chỉ định là thi công là móng băng. Với tiến độ công trình là phần thô là dự kiến sẽ khoảng từ 3 đến 4 tháng và phần hoàn thiện và trang trí nội thất cũng dao động vào khoảng tầm 3 tháng. Đây. Thì hiện tại thì anh em đang đánh dấu ranh giới nhà, rác móng sơ qua để chuẩn bị công tác đào đất. Thì trong các cái giai đoạn thi công ấy thì Akisha đã lập kế hoạch và đã có các biện pháp thi công để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho công trình. Với kinh nghiệm thiết kế và thi công rất nhiều công trình trên khắp cả nước, chúng tôi tin rằng sẽ đảm bảo tiến độ cũng như thi công công trình hoàn hảo nhất, đem đến sự hài lòng cho gia đình. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công nhà đẹp, hãy liên hệ với Kiến trúc Akisha qua số điện thoại hotline 0966 885 000 để được liên hệ tư vấn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!